Yo yo, hello anh em 22, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Vâng, hôm nay là video cuối cùng trong sự kiện khiêu chiến. Và ngày hôm nay thì quả thật là nó rất là khó. Số lượng quái thì nó không nhiều và nó trâu. Hơn nữa thì còn có cả bọn sói nó rút máu nữa. Nhưng mà bù lại thì hôm nay chúng ta đã có cái xoáy nước của Xiang Linh quay trở lại rồi. Ngày cuối cùng, trước khi vào anh em nhớ chọn cực hạn ở X4 đã nha. Ok, chúng ta có đội hình ra sân, đó là Xiang Linh này, Kazuha, Yomiya, Ayaka, Razor và Ito. Thì đầu tiên là Xiang Linh sẽ đeo cái xoáy nước làn sóng trắng và một cái búp quan trọng, đó là cái tái sinh. Trong 15 giây khi ra trận, nếu như con gấu nó thổi trúng ấy thì nó sẽ tạo ra năng lượng hạt nhân hồi một phát, phải nói là một nửa bình của Xiang Linh luôn. Nói chung là hồi rất là nhanh và Xiang Linh sẽ không thiếu quy khi có cái búp này. Tiếp theo chúng ta có Kazuha ở đây để khuếch tán cái hỏa của Xiang Linh để giảm kháng cho đó Yomiya bắn. Nhưng mà thực sự thì cái combo này trong ngày hôm nay nó không hoạt động quá hiệu quả đâu, bởi vì quái nó rất là trâu và nó có 3 con bắn gãy tay luôn. Ayaka hôm nay bị khắc chế khá là nhiều với việc nếu như anh em không né được skill cùng với cái lướt thì nó sẽ rút nộ và không thể quy được. Nói chung là quái nó cũng giải rác nên quy không thể chết hết được. Và Razor thì bình thường hôm nay lại chơi khá là tốt, bởi vì rút nộ chả sao cả. Razor đánh vật lý. Ito thì hoạt động khá là hiệu quả với việc ra phát quy ngay. Nói chung là khá là cân bằng nhưng mà khá là khó. Trong ngày hôm nay anh em có thể sử dụng một thêm nhân vật hồi máu vào để cho nó khắc chế được cái vụ rút máu của mấy con sói. Đó, ví dụ như là Barara chẳng hạn đó, hay là nếu anh em lấy QQ sang QQ cũng được, hay nhân vật hồi máu khác mà anh em có, cũng như là nhân vật mạnh khác trong đội mà anh em build nha. Ok, vẫn là những cái chú ý nhỏ khi vào trận. Đầu tiên khi vào trận thì anh em sử dụng Xiang Linh này, sau khi chạy lên thì anh em hãy sử dụng E thả con gấu ra rồi quy luôn. Khi mà làm như thế thì con gấu nó thổi lửa, nó sẽ kích hoạt cái búp và sẽ búp cho anh em một nửa bình của cái quy, lúc sau anh em có thể xài quy ngay. Sau đó thì anh em để ý là cái vị trí đứng của Xiang Linh từ đầu đến cuối là mình cũng không có di chuyển nhiều, mà chỉ đứng ở cái mép phía trên của cái đấu trường thôi. Anh em nhìn lên phía trên anh em có thể thấy là có ba cái đèn lồng màu trắng ấy. Khi vào trận anh em sẽ thấy đó. Thì vị trí đó là cái vị trí mà sau này ba con rồng biển nó sẽ xuất hiện. Ok. Tiếp theo là anh em hãy để ý lên con gấu của anh em, nó thổi lửa lên đầu của bọn quái này. Vì mình đang sử dụng cái búp là cấp thủy cho nên là anh em hãy để ý khi nào mà búp cái nguyên tố thủy nó biến mất thì chỉ là còn lại cái nguyên tố hỏa thôi. Mình sẽ chuyển sang Kazuha để khuếch tán, sau đó thì quy và để giữ cái vòng lửa này, rồi chuyển sang Yomiya bắn. Khi đó thì sẽ được giảm kháng rồi, bắn ba con này nó sẽ nhanh hơn. Nó chỉ có thế thôi. Về combo thì luôn là khi chuyển sang Xiang Linh sử dụng thì để lại ấn hỏa trên đầu quái, sau đó chuyển sang Kazuha khuếch tán và Yomiya bắn, còn lại thì nhân vật khác chơi bình thường. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đồng hành cùng mình từ đầu sự kiện đến giờ. Chúc anh em thành công. Phía sau đây sẽ là phần full combat từ đầu đến cuối nha.